Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nấu canh xương heo ha mấy bạn. Mình có xương với lại đuôi nè ha. Mình nấu canh xương heo với lại đu đủ ha. Thì cách làm cũng rất là đơn giản. Bây giờ thì mời các bạn tham khảo video của mình nha. Thì đầu tiên mấy bạn sẽ bắt một cái son nước lên ha. Và cái son nước này á, để mình luộc sơ cái phần xương heo của mình đó mấy bạn, để cho nó ra những cái nước dơ ha. Đó, rồi sau đó thì mình chỉ luộc sơ thôi ha mấy bạn. Rồi cái nồi nước của mình đã sôi rồi, thì mình sẽ cho cái phần mà xương heo với lại đuôi heo mà mình đã rửa sạch rồi mấy bạn, mình vô, mình sẽ luộc ha. Đó, mấy bạn thấy không, khi mà mình để ra vậy nè thì cái nước đục á nó ra ha. Đó, mình bật lửa lớn tầm 1 phút nha mấy bạn, sau đó thì mình sẽ vớt nó ra một cái rổ ha. Đây, nó sôi được 1 phút rồi mấy bạn. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra nha. Và mình sẽ bỏ cái nước này đi nha mấy bạn. Đó. Tắt bếp ha. Đây. Đây, sau khi mà mình để cho ráo nước xong rồi thì bây giờ mình sẽ ướp nha các bạn. Mình cho vô một cái tô, mình cho vô một xíu hạt nêm ha. Đó. Một xíu bột ngọt nữa nè. Mình cho những cái gia vị mà thông thường mình ăn ở nhà đó mấy bạn. Đó, mình sẽ cho vô một xíu muối nữa. Rồi, mình sẽ dùng đũa mình sẽ trộn nó lên và mình để đây cho nó ngấm gia vị nha các bạn. Rồi, thời gian này thì mình sẽ cho mấy bạn tham quan cây đu đủ của mình luôn ha. Mình đi thu hoạch đu đủ nha. Rồi, mình sẽ trộn và mình để đây ha. Đây nè mấy bạn, mình cho mấy bạn coi cái cây đu đủ ngoài sao nhà mình nè. Đây, đó, cây đu đủ này nhà trồng á mấy bạn. Đây, giờ mình sẽ kiếm một trái nào mà nó nhỏ thôi ha, không cần bự. Trái này nó chín dữ chưa ta? Trái này hơi chín rồi. Trái này đi. Trái này chín không? Đây, mình hái một trái này nha các bạn. Thôi lỡ hái rồi ha. Hái trái này đi gần hồi, nếu mà nó chín quá thì mình ra mình đổi ha. Đây, đây là trái đu đủ mình đem vô mình hầm với lại xương heo lúc nãy nha. Đây, thì đu đủ á, mấy bạn mà mấy bạn mới vừa hái vô á thì nó rất là ngọt luôn á ha. Mới vừa hái trên cây xuống mà mấy bạn không có để lâu á thì nó rất là ngọt chết đây. Cái đu đủ này nó bị mùi. Rồi để mình hái trái khác nha mấy bạn. Xin lỗi mấy bạn là sự cố kỹ thuật ha. Nó bị mùi quá rồi. Đây nè mấy bạn. Rồi, mệt quá. Rồi, công nhận cái hồi nãy mình hái cái trái này nó bự hơn, xong rồi cái mình mới hái uổng quá mấy bạn, nên là mình hái cái trái nhỏ mà nó bị mùi quá rồi xài không được ha. Bây giờ thì mình sẽ bào ra vậy nè ha. Rồi, mới vừa chạy ra mình hái luôn đó. Mình chắc mình bào nửa trái thôi ha mấy bạn, tại vì mình nấu phần nửa rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy dao mình cắt ra phần nửa trái nha. Rồi thì mình đã chẻ ra được nửa trái rồi nè mấy bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ chẻ ra làm hai nữa ha. Đó, rồi mấy bạn sắc hành từng cục vậy nè. Bạn cắt thành những cái miếng vừa ăn như vậy ha.
Đây, mình cắt bao nhiêu đu đủ đây nè mấy bạn. Thì mình rất là thích ăn đu đủ nên là mình cắt cái phần đu đủ nó hơi nhiều hơn thịt ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ chế biến nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bật bếp lên để mình xào cái phần xương heo này của mình nha các bạn. Đó, mình sẽ cho dầu vô ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vô đây một ít tỏi băm nha. Mình phi cho nó vàng lên nha các bạn. Vàng và thơm ha. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt vào mình xào nha. Đó. Mình xào đến khi nào mà thịt của mình nó vừa hấm nha các bạn và nó săn lại ha. Đây, khi mà thịt của mình nó săn lại rồi và nó mình đã chế nước vô rồi nè mấy bạn ha. Tỏi này hồi nãy mình phi hơi vàng rồi, bây giờ mình sẽ hầm ở đây nha các bạn, hầm cho thịt của mình nó gần chín ha, rồi mình mới cho đu đủ vô nha. Đó. Thì sau một hồi hầm, thịt của mình nó đã gần mềm rồi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ cho đu đủ vô mình hầm tiếp ha. Đó. Mình cho vô đu đủ vô vậy nè. Rồi mình sẽ tiếp tục mình hầm cho đu đủ của mình nó chín. Và thịt của mình lúc đó thì khi mà có đu đủ mấy bạn, tại vì đu đủ á, nó có cái enzyme mà nó làm mềm thịt đó. Đó, khi mà mấy bạn cho nó sẽ góp phần làm cho thịt của mình nó mau mềm hơn nữa ha. Đó, bây giờ thì mình cũng đun lên và mấy bạn chụm lửa vừa thôi, đừng có to quá nha. Đây, trong quá trình nấu mà mình thấy nó có bọt á mấy bạn thì mình sẽ hớt bọt ra ha, nhưng mà mấy bạn làm theo cách của mình á thì rất là ít bọt nha. Còn mấy bạn để thịt mà ban đầu luôn mấy bạn cho vô á là bọt rất là nhiều ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho gia vị vô để mình nêm nha các bạn. Mình cho hạt nêm vô. Mấy bạn nêm sao mà cho vừa với khẩu vị của gia đình mình là được nha. Quá ngọt luôn. Rồi bây giờ thì sau khi mà mình nêm xong mình sẽ cho hành lá vô nha các bạn. Mình cho tiêu và hành lá vô ha. Đó. Các bạn cho nhiều hành nó sẽ ngon hơn ha. Mình đã xong một được một nồi canh rồi nha các bạn. Và mình sẽ tắt bếp nha. Và đây là món sườn hầm đu đủ của mình nè các bạn. Thì mấy bạn thấy nó cái cách làm cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Rồi thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến thời điểm này. Mình mến chúc các bạn thực hiện thành công ha. Và chúc các bạn luôn vui vẻ và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.